Xin chào các bạn, AK Shop gửi bạn video về dòng xe Exciter 150 với phần đời mi trước dùng lại đời mi zin, lắp đặt phần hiệu ứng đèn Audi ở chính, thay đổi được nhiều màu và nhiều hiệu ứng. Về phần tay lái sẽ lắp đặt hai đèn trợ sáng ngay vị trí là tay thắng và tay côn của xe. Đây là vị trí thời điểm hiện tại thì được rất nhiều anh em chọn lắp đặt. Và vị trí này mình sẽ tận dụng khoảng trống ngay khu vực giữa mặt nạ và phần đầu đèn, là khu vực này mình đặt đèn trợ sáng thì như vậy nó sẽ thẩm mỹ hơn so với là các bạn đặt đèn ở vị trí chân kiến như thế này. Exciter 180 này ngoài vị trí chân kiến thì các bạn hãy chọn lắp đặt ngay vị trí mặt nạ, các bạn sẽ khoét ngay giữa này, hoặc là các bạn sẽ lắp đặt đèn trợ sáng hai bên phụ của xe. Và hai bên phụ của xe thì mình sẽ làm bát treo đèn. Bát treo đèn tác dụng là giúp các bạn lắp đèn nằm trên hệ thống giảm sóc trước của xe, không bắt trực tiếp vào vỏ phụ. Bắt trực tiếp vào vỏ phụt như thế này thì các bạn đi di chuyển trên đường nó rất là tưng và sốc, dẫn đến cái tay đèn của bạn nó sẽ rất là tưng và độ bền đèn như thế nó sẽ giảm. Bởi vì khi các bạn đèn trợ sáng các bạn hoạt động thì bên trong đèn nó sẽ nhiệt cao, thì khi tưng sốc như vậy những cái mối tiếp xúc bên trong đèn có thể nó lâu ngày nó dễ bị ảnh hưởng đến tuổi thọ của đèn. Nên mình sẽ làm một cái bát treo đèn, mình thả từ cái con ốc trên cao của cái phụt nè, mình bắt ra và thả xuống đây, lắp đặt đèn ở đây. Thì lắp đặt như vậy nó sẽ qua được cái hệ thống giảm sóc trước rồi, thì cái độ tưng sóc nó xong không còn nhiều nữa, và nó giúp các bạn độ bền của đèn tôi trợ sáng các bạn được lâu dài hơn. Thì như mình đã nói đó là ba vị trí chân kiến, mặt nạ và chân phụt. Thì đến hiện tại thì sẽ có thêm vị trí như thế này như trên video bạn đang xem. Thì trước đây mình làm cũng rất nhiều video với thầy các bạn là lắp đặt riêng từng mò một bên trái và phải, ở video này sẽ là lắp đặt cả hai để đáp ứng theo yêu cầu của bạn. Khi thời gian trước mình upload những video mà một bên thì anh em sẽ yêu cầu cần xem những video có hai bên. Thì đến thời điểm hôm nay thì mình sẽ có xe làm hai bên như thế này. Và hiện nay mình đã canh cho dòng xe 150 và dòng xe Winner. Dòng xe Winner thì lắp đặt bên tay thắng cũng đã có video rồi, chỉ có bên tay con thì đối với dòng xe Winner nó sẽ phức tạp hơn so với dòng xe Exciter. Dòng xe Exciter như thế này cái tay thắng nó sẽ nằm lộ thiên ra ngoài cái phần nhựa của xe như thế này, thì việc lắp đặt sẽ đơn giản hơn. Còn đó Winner là cái phần chỗ cái tay thắng, chỗ phần kết nối là nó nằm bên trong cái phần nhựa nên nó sẽ phức tạp hơn so với Exciter. Đó lưu ý với bạn đối với những anh em đi Winner. Còn F135 thì khi nào mình có lắp đặt phần đèn đó mình sẽ làm video giới thiệu các bạn. Riêng về phần điện thì tùy theo yêu cầu mỗi người sẽ có nhiều cách lắp đấu điện khác nhau, nên phần điện thì phiền các bạn là khi lắp đặt thì tới shop mình sẽ liên hệ bên shop và kỹ thuật sẽ tư vấn các bạn về phần điện. Phần đấu điện thì mỗi anh em sẽ có yêu cầu khác nhau, có người thì yêu cầu vaccine không, có người yêu cầu chỉ on up, có những anh em sẽ on up và vaccine, và sẽ có những cái mạch phụ trợ vaccine 3 giây hay sao tùy theo mỗi người. Thì với anh chủ xe này yêu cầu là một công tắc led dùng để tắt mở, mình lắp đặt ngay vị trí này. Vì sao có ba công tắc led thì như bạn đã biết, Audi ở chính bên mình làm lắp đặt với các bạn thì sẽ luôn luôn có tặng kèm hai công tắc led này rồi trong một bộ Audi A9. Thì công tắc led thứ ba là công tắc led màu đỏ này à, dùng để tắt mở đèn trợ sáng, và đây là công tắc vaccine đó đèn. Thì vaccine này chỉ yêu cầu là vaccine đèn trợ sáng 2 cây L/1 mà thôi, không cần vaccine đèn chính. Các bạn muốn vaccine đèn chính thì các bạn yêu cầu mình sẽ xử lý phần điện cho vaccine đèn chính. Và như trên video này là anh chủ xe sử dụng hai đèn L4X nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng L4 thì cái phần lắp đặt nó sẽ khỏe hơn, thợ canh đèn nó sẽ nhanh hơn so với L4X, vì và kích thước L4X rất là to. Và như anh em sẽ thắc mắc là khi đánh tay lái sẽ có bị cạ và dàn áo hay không, thì sẵn đây mình nói khi thợ lắp đặt thì những cái điều như thế người ta phải biết trước và người ta phải canh. Thì nếu nó đụng vào dàn áo thì thợ sẽ giải quyết can thiệp sau cho nó không đụng, nó phải ok hết thì khi đó mới giao xe cho các bạn. Và đây mình sẽ lắc cho bạn xem, đây là bên phía tay thắng xe ha, các bạn nhìn rõ ha. Và đây mình sẽ đưa là cận cảnh cái chỗ khe hở để bạn thấy rõ về giữa đèn và dàn áo vẫn còn cái khe hở. Thì các bạn hay thắc mắc lắm lắc đó, là lắp như vậy nó sẽ có bị cấn hay không khi ghi đánh tay lái, thì trên video mình sẽ chứng minh điều đó luôn. Đây nè, đây là chỗ phần đèn nó đi qua cái dàn nhựa của xe và nó đi qua luôn, nó sẽ không để là cái phần cạ nào hết. Và bên phía tay thắng thì nó rất sát so với phần nhựa so với phía tay con, do đặc thù hai cái tay thắng này cái vị trí ốc nó sẽ cao thấp khác nhau.
Còn đây là bên phía Taycan. Thì như mình cũng đã nói là Taycan cái khoảng trống nó rất là lớn, khoảng trống từ đây cho tới phần dàn nhựa, lắp đặt đèn nó khỏe hơn, nó canh dễ hơn. Và thấy rõ ha. Và đây là phần phía sau. Nhìn từ phía sau nhìn tới, hồi nãy là các bạn nhìn từ phía trước. Đây, bên trái các bạn thấy luôn luôn cái khe hở giữa đèn và dàn áo nó cũng lớn hơn so bên tay phải. Mình cho bạn xem bên phía tay phải luôn. Các bạn thấy rõ gì đó ha. Đây mình sẽ đánh lái nè. Đó. Rồi phần đèn thì đã xong, phần điện thì như mình đã nói, thì theo yêu cầu mỗi người và cách tấu điện sẽ khác nhau. Đó, mình phần điện mình sẽ không nói sâu. Rồi riêng cái phần đèn đờ mi Audi A9 này thì hiện nay nó rất nhiều kiểu. Kiểu đơn giản nhất là sử dụng là cái đờ mi zin như thế này và lắp đặt mạch A9 vô. Hai bao zin trong cái đèn đờ mi mình sẽ tháo ra và mình sẽ hoàn trả về cho các bạn, mình sẽ không lấy. Đây là hai cái bao mạch zin nè. Và thấy ha. Thì sau này các bạn muốn gì vin về zin thì các bạn chỉ việc tháo rồi cái bao A9 ra và các bạn lắp đặt hai mạch từ đây là các bạn hãy trả với cái phần đèn đờ mi về zin. Rồi option bên nữa là dùng đờ mi zin thêm hai bóng lốp màu đỏ, hoặc là các bạn sử dụng đờ mi lưới Audi A9, hoặc là các bạn sử dụng họa tiết Audi kết hợp A9. Thì riêng từng option đó các bạn có thể tham khảo thêm nhiều video. Và thời gian làm việc của shop từ 9 giờ sáng đến khoảng 6 giờ 30 tối. Ngoài thời gian trên, mọi cuộc gọi và tin nhắn, vui lòng các bạn để lại cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hôm sau, shop làm việc sẽ liên hệ và tư vấn với các bạn. Mọi thắc mắc, các bạn vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại trên video này. Và hiện nay lượng video cũng rất nhiều, nên shop sẽ trả lời tư vấn cho bạn comment hoặc là tin nhắn bên Facebook hoặc là Zalo. Riêng bên YouTube hoặc là YouTube, mình chỉ để video để bạn tham khảo sản phẩm chứ sẽ không trả lời đầy đủ tất cả những tin nhắn hoặc là comment từ bên YouTube. Mình xin nhắc lại, mình chỉ trả lời một, thứ nhất qua điện thoại cho nhanh lẹ, thứ hai là qua Facebook hoặc là Zalo. Và khi gọi điện thoại tới, phiền các bạn nói rõ cho mình là xe các bạn là xe gì và sản phẩm các bạn muốn làm là gì để tiết kiệm thời gian hai bên. Nhiều bạn gọi tới cứ hỏi chung chung là shop ơi, làm giống vậy bao nhiêu tiền, làm giống như chiếc xe mà shop up lên bao nhiêu tiền. Mình biết các bạn đi xe nào, thị trường biết bao nhiêu chiếc xe, và một chiếc xe có bao nhiêu sản phẩm mà các bạn hỏi chung chung như vậy. Phiền các bạn gọi tới nói chi tiết thì mình sẽ tư vấn mức giá nhanh. Và video này xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên những video tiếp theo. Một nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.